Dịch bệnh COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới với diễn biến nhanh và phức tạp. Trước tình hình đó, huyện Khoái Châu đã chủ động thực hiện các biện pháp chống dịch, đồng thời tuyên truyền để nhân dân không hoang mang lo lắng, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Trong đó, huyện đã chủ động lên kế hoạch chi tiết đối với từng địa phương, thành lập 115 tổ phòng chống dịch tại các thôn khu dân cư để rà soát cách ly những trường hợp từ vùng dịch về địa phương, tiến hành phun khử trùng khử khuẩn tại các khu dân cư công sở chợ và những nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, công tác tập huấn được thực hiện thường xuyên đối với 25 trên 25 xã thị trấn, xây dựng phương án xử lý các tình huống 5 cấp độ khi có ca dương tính với COVID-19. Ngoài ra, để nhân dân hiểu đúng và tránh gây hoang mang bởi những thông tin không chính thống, Đài Truyền thanh huyện Khoái Châu đã tăng thời lượng phát sóng, mỗi ngày phát từ 5 đến 7 tin bài về dịch COVID-19. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ tập trung đông người như karaoke, game, phòng tập gym trên địa bàn đều chấp hành tạm dừng hoạt động. Nhiều đám cưới, lễ hội, dỗ họ đã tạm hoãn để phòng dịch, hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng.